Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Tiếp tục khắc phục những tồn tại trong hoạt động khai thác thủy sản. Mục nhà nông cần biết hướng dẫn bà con biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi trong mùa đông. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Niên độ 2019-2020 vượt qua những khó khăn chung của ngành mía đường với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên, việc sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã đạt được những kết quả ổn định. Theo báo cáo tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020, niên độ 2019-2020, lượng đường cát tiêu thụ của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn trên 80.200 tấn đạt hơn 92% kế hoạch đường phèn sản xuất trên 4.900 tấn, tăng 4,1% cùng kỳ; đường thương mại hơn 31.400 tấn, đạt 105% kế hoạch năm và tăng 3,85% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 1.773 tỷ đồng. Cũng trong năm 2020, đơn vị đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía và nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng. Trong niên độ 2020-2021, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 220 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 10%. Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao, tâm phố Hưng, công viên sinh thái che luồng Thanh Tam. Thanh Hóa hiện có 198 loại sản phẩm thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, các địa phương và đơn vị sản xuất chú trọng xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu, qua đó nâng cao giá trị và tạo thuận lợi về đầu ra cho sản phẩm. Ngoài các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý như mắm tôm hậu lộc có Nga Sơn, bưởi luận văn, quế thường xuân, Thanh Hóa hiện có 23 sản phẩm nông nghiệp được công nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 209 sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản được chứng nhận nhãn hiệu. Các sản phẩm sau khi được cấp văn bằng bảo hộ có tem nhãn, bước đầu đã khẳng định được giá trị trên thị trường và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đồng thời triển khai kế hoạch phát triển các sản phẩm ô cốp địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay tại tỉnh Khánh Hòa, nguồn nguyên liệu thủy sản khai thác của ngư dân đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài hoặc thu mua ngoài tỉnh. Tỉnh Khánh Hòa có 44 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ngành. Sản phẩm thủy sản chế biến xuất khẩu của Khánh Hòa, chủ lực là cá ngừ, đã có mặt ở 64 thị trường trên thế giới. Do nguồn cung thiếu nên hầu hết doanh nghiệp đều nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài và tổ chức thu mua từ ngoài tỉnh để chế biến, thậm chí có doanh nghiệp phải nhập khẩu từ 70 đến 80%. Việc thiếu nguyên liệu đầu vào cũng dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp chế biến nậu vựa thu mua. Theo Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng diện tích cây ăn quả có múi của các tỉnh miền núi phía Bắc hiện đạt khoảng 121.000 ha, chiếm 47,5% diện tích cây có múi của cả nước. Chỉ trong 10 năm trở lại đây, từ năm 2009 đến năm 2019, mỗi năm ở miền Bắc có thêm 7.300 ha cây có múi các loại. Tuy nhiên, người dân vẫn còn thói quen trồng cây có múi theo số đông. Nhiều vùng đất dốc, chân đất thấp, khó làm đường thoát nước, bà con vẫn cố trồng cây có múi nên cho hiệu quả kinh tế thấp. Cam bưởi là hai loại cây chủ lực nhưng tiêu thụ chủ yếu là ăn tươi phục vụ thị trường nội địa. Trong khi đó, cây cam vốn chiếm trên 94% giá trị xuất khẩu cây có múi nhưng diện tích cả nước chỉ có khoảng 9.600 ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt quy mô sản xuất, hạn chế tối đa tình trạng gia tăng diện tích không theo quy hoạch. gian qua, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững. Ngư dân Lê Xuân Thịnh ở xã Hoàng Trường đang chuẩn bị các điều kiện ngư lưới cụ để vươn khơi cũng như hầu hết ngư dân của xã Hoàng Trường, tàu của ông luôn đảm bảo các loại giấy phép như đăng ký, đăng kiểm và đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bởi ông nhận thức rõ đây không chỉ là tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Từ khi lắp thiết bị thì như là cái mà mình mà đi đánh bắt đấy thì nó được thuận lợi cho mình. Chẳng hạn như chạy ra mà đánh qua cái điểm mà xâm phạm của nước ngoài là thì máy nó nó báo báo thì gần ra đến nơi đó thì mình phải quay đầu chạy vào. Chúng tôi đã uh, cử các tổ họ đến tận tàu đấy là tuyên truyền trực tiếp và thông qua hệ thống loa của xã phối hợp với địa phương là gián tiếp và đến trực tiếp là các tàu là uh, yêu cầu là đăng ký và làm giám sát và các các chủ tàu thì uh, nhận thức được cái việc đó và đã lắp sát trong thời gian ngắn đã hoàn thành theo kế hoạch để để đề ra. Huyện Hoàng Hóa hiện có 989 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 134 phương tiện khai thác cần lắp thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 115 phương tiện phải có đăng ký đăng kiểm theo quy định của luật thủy sản và nghị định số 26 năm 2019 của chính phủ để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động khai thác cùng với đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức thời gian qua các cấp chính quyền huyện hoàng hóa đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng bộ đội biên phòng thường xuyên giám sát kiểm tra tàu cá đồng thời cấp phát nhật ký khai thác tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài đến nay tỷ lệ tàu cá được trang bị thiết bị giám sát hành trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm và các thủ tục liên quan khác đảm bảo theo đúng quy định của luật thủy sản khi vươn khơi bám biển của ngư dân huyện hoàng hóa đạt trên tám cao nhất toàn tỉnh Ủy ban huyện đã thành lập cái ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp IUU đồng thời ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo đối với các xã và hướng dẫn bà con ngư dân ven biển để chấp hành tốt cái nội dung của nghị định và luật thủy sản chỉ đạo cho các phòng chuyên môn đặc biệt là đội biên phòng phòng trường thì kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đăng ký đăng kiểm cũng như là giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo an toàn thì mới cho tàu ra khơi Tuy nhiên ở các địa phương ven biển còn lại như Quảng Sương, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn, nhìn chung việc khắc phục những tồn tại trong khai thác thủy sản vẫn còn chậm. Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, tính đến trung tuần tháng 11 năm 2020, Thanh Hóa vẫn còn 1.052 trên tổng số 2.355 tàu cá hết hạn đăng kiểm. 798 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tổng số 1.312 tàu bắt buộc phải lắp. 1.070 tàu cá chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Số tàu cá này tập trung nhiều ở các huyện Hậu Lộc, Quảng Sương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU. Trong đó cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU. Thông báo đến các chủ tàu cá trang bị thực hiện các quy định đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động khai thác theo luật thủy sản đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm soát giám sát hoạt động khai thác thủy sản để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm và xử phạt hành chính vi phạm thuộc thẩm quyền của cấp huyện từ đó nâng cao nhận thức của ngư dân về thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản góp phần cùng cả nước sớm thao gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec Thưa bà con, vào mùa đông, Do thời tiết khô lạnh, vật nuôi thường bị khô da và tổn thương niêm mạc da, tạo cơ hội cho vi sinh vật gây bệnh xâm nhập. Do vậy, ngay từ bây giờ, người chăn nuôi cần có những biện pháp để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi. Chuồng trại vật nuôi nên xây dựng chuồng theo hướng đông nam để tránh mưa tạt, gió lùa, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, nên chuồng cao giáo, thoát nước tốt, có hệ thống xử lý chất thải. Vệ sinh thú y cho vật nuôi vào mùa đông, vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi hàng ngày không nên nuôi gia cầm thủy cầm chung với gia súc, không nuôi sen vật nuôi nhiều lứa tuổi trong cùng khu vực nuôi, cách ly trước khi nhập đàn đối với vật nuôi mới, sau 2 tuần nếu vật nuôi khỏe mạnh mới cho nhập đàn. Chăm sóc vật nuôi, đối với gia cầm có thể kéo dài thời gian nuôi úm gà con khi thời tiết quá lạnh, khẩu phần ăn giàu năng lượng bằng những thực phẩm giàu tinh bột, bổ sung vitamin như B complex, vitamin C. Đối với gia súc tăng cường thức ăn xanh như cỏ tươi, củ quả và các loại vitamin thức ăn giàu tinh bột có thể chế biến phụ phẩm nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng và giải quyết thức ăn như dơm ủ ô cỏ ủ chua. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.